Honda Quỳnh Thành xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và chọn để chúng tôi phục vụ trong suốt thời gian vừa qua. Niềm tin và sự hài lòng của quý khách là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi phấn đấu ngày càng hoàn thiện mình nhiều hơn nữa. Nhân dịp xuân về, thay mặt ban giám đốc và toàn thể nhân viên công ty Quỳnh Thành, xin chúc quý khách một năm mới thật bình an, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân yêu của mình. Và tôi cũng mong rằng trong năm 2022 này, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Xin cảm ơn. Xuân này hơn hẳn mấy xuân sang, phúc lộc đua nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Năm mới chúc nhau nhiều sức khỏe, tiền bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc, bạn bè quý, thảnh thơi vui chơi mỗi buổi chiều.